là một trong những điều mà mình thích nhất khi công việc này. Rất thích ở công việc này. Thứ nhất là có một buổi ăn tối miễn phí. Và nhiều khi là chuyển nhà hàng người ta tặng bọn mình đồ nữa. Nên mọi người yên tâm nhé. Tặng thì tặng, nhưng rất công tâm. Đúng rồi, chuyện đẹp xinh. Nhưng đồ ăn rất xinh. Đồ ăn rất xinh. Đấy nào, bắt đầu các vị thần lóc két. Bây giờ mọi người kể tên xem là mọi người gọi order cái món chị gì. Chị là cái gì nhỉ? Ngốc à? Chị thì ăn miso ramen. Em ăn gì? Em ăn matcha ramen. Của chị Hà Phu là soju. Và của anh Triệu Anh là tan tan men đúng không? Yeah. Ê, cái món này là chị thấy kiểu mấy hôm nay ở trên mạng là nó hot bị dần dần hot dần. Nha. Nhưng mà nhìn cũng... Nhìn đẹp mắt nha. Nó bị quặn quặn bụng ấy. Nó kiểu sẽ gây ra hai làn sóng, một lòng kiểu what the fuck. Thứ hai là sẽ kiểu... Hay ha, thú vị ha, mình phải trải nghiệm thôi. Hôm nay chị Hà Nội rất là mưa phùn, lạnh lạnh se se. Xong bọn mình được vào đây để ăn ramen với nhau. Đúng. Là một buổi tối rất là... Thủ tục trước đi ăn. Campe. Ôi, ôi cái gì này? Hết rồi. Yeah. Cheers, 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 cheers. Diễn với mọi người, thực ra mình uống trà. Mình đang uống trà gạo rai, rất ngon nha. Diễn trong đói nhỉ? Diễn rất sushi, sushi. Bình tĩnh thôi nào. Cái bột bột trắng trắng này là gì nhỉ? Trứng. Nóng bông bông nhỉ? Trứng ấy, nóng trắng trứng, cánh bông. Đúng không anh? Đúng không? Anh không biết được ấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, vậy chắc là trứng. Em thử với. Ngon hay không ngon? Nó cứ hăng hăng ấy nhở? Ừ. Không, cái còn nó có thêm cay của nước ấy. Nhưng mùi rất hăng nha, mùi bọt hăng nha. Nên nó vừa ngậy, nó vừa hăng, nó hơi kiểu mùi tạt một chút nhẹ. Rất quen nhá. Ừ. Đúng là mùi vị Nhật Bản hay sao ấy? Em đi ăn ramen, cũng ăn một quán phở mới ấy, mà chưa có ăn bao giờ thì em sẽ có một cái tiêu chí là chắc chắn em sẽ gọi thử miso ramen đầu tiên. Tại vì cái món miso ramen là một cái món mà nó rất chi là thanh, thế là nó rất là dễ ăn ấy. Nhưng mà em phải công nhận là mì ở đây, mì miso ở đây nó sẽ không chuẩn giống 100%. Lúc mà em đi Nhật em đã từng ăn rồi. Cái nước dùng đây nó cũng ngậy nhưng mà nó ngậy ở mức độ vừa phải nhá. Mấy cái là đây da giả không bị mặn. Ăn hợp lý nha. Ăn dưa chua này với há cảo à? Không, ăn với ra men luôn phải. Dưa chua giải ngấy sao ấy. Trong kiểu rất là giao thoa văn hóa nhá. Nhưng cái bát này nó rất là ngấy. Ngậy không thể ngấy, ngậy. Soju thì nước dùng đậm vị umami của soju viện với vị thơm đắng nhẹ của dầu tỏi đen nhà làm. Thì công nhận là cái dầu tỏi đen ấy nó rất là thơm mùi tỏi nhưng lại không bị kiểu ngán quá ấy, hay là bị hăng quá. Cái dưa chua rất ngon luôn. Dưa ngon. Dưa chua rất ngon. Dưa này uống rượu phải biết. Ừ, đúng rồi. Đấy, nói chung là một sự giao thoa văn hóa hợp lý phết. Làm tí chất có men mà. Em thiếu men, đúng không? Ê, xin em dưa chua ngon quá. Thì mỗi người bát riêng ấy. Ừ, bốn bát luôn. Này, cái bát này là cái bát chị trông đợi nhất, cho chả comment gì cả. Ui, không vị matcha đâu nha. Nhưng mà rất matcha. Ý là mùi thì nó hơi thoang thoảng. Thể nào có chuyện đấy, màu nhờ xanh vị là không nha. Bé xin. Ở ha chả có vị matcha gì á. Giống vị matcha nhưng như kiểu người ta đổ trà sữa matcha vào đây. Nó là cái bộ sữa matcha này. Anh tưởng bát anh ngậy nhất rồi. Ừ, thế á, của em ngậy nhất á. Ui, em hiểu cái cảm giác mà chị tưởng nó sẽ phải pha với bột mà matcha của matcha xịn đâu. Thì nó sẽ có vị đắng và hơi tanh tanh nhẹ. Đúng rồi, hơi rong biển thì em nghĩ là nó sẽ hợp lý đúng không? Nhưng vấn đề là tại vì là nó sử dụng là cái matcha mà bột sữa ấy. Thế nên cái mùi nó rất là ngậy. Nó giống như kiểu cái mùi mà matcha blend đi xong ăn với carbonara ấy. Đúng rồi. Xong nó còn pha loãng nữa. Ừ, đúng rồi, cái vị carbonara nó pha loãng kinh nữa. Chết rồi, kiểu này béo mất, kiểu này 60 cân luôn. Trong lòng dạo này bắt đầu đi tập đấy. Nhưng mà vấn đề là gì biết không? Khoe là hôm qua tập chân, nhưng về hôm nay bị đau lưng. Chị biết là bọn em có một cái cơ hội gọi là rất là quý giá. Được nhìn thấy ảnh gân tay của anh Châu Anh. Em nhìn thấy chưa? Em xem chưa? Nhưng mà nó đẹp mà. Trông như tổng tài ấy. Mục đích đi tập là gì hả anh Châu Anh? Thằng Long này. Kỷ mình quá. Không phải đấy, ảnh khác. Không như vậy, xem ảnh này. Cũng đúng không? Phải công nhận nhá, là mình đi tập xong ấy, mình thích soi gương hẳn.
đúng. Bây giờ anh bị một cái thói quen là cứ đi qua bất cứ một cái gương nào anh đều quay ra nhìn. Anh ngồi và nhìn vào những chỗ mình đẹp nhất. Ừ, cứ đi qua xong rồi như này nhìn này, này xong bây đi tiếp. Là toàn anh ơi, bây giờ anh mới như thế á, em như thế tôi lúc em đẻ ra rồi. Em đi tập từ lúc em đẻ ra. Hội ái kỷ Việt Nam nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem chiếc video sản xí ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có người yêu rồi sẽ thật hạnh phúc. Những bạn chưa có người yêu thì xin thử. Tổng kết lại thì đây là một quán có thể nên thử. Được. Có rất đa dạng vị. Mà ngồi nói chuyện hợp lý nhở. Đa dạng củ. Tầm này ấy, ngoài kia trời mưa xong mình uống rượu của mà. Công nhận. Là soju à? À soju là Hàn nhỉ? Soju là Hàn. Xong mình đi tăng 2. Ở đây mà bán thêm cả sake đúng không? Ừ, sake.